Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Shop Fresh sau thị số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Ở clip này thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu tủ lạnh Toshiba hàng nội địa Nhật. Chắc hẳn các bạn nhìn thấy góc ở cái góc này trông rất là kỳ lạ. Tại sao tôi lại lấy cái góc này để quay? Vì là cửa hàng rất chật, đứng gần thì các bạn sẽ không nhìn thấy đấy là cái tủ lạnh vì nó là mặt gương. Các bạn sẽ tưởng là tôi đang đứng trước một cái gương, nên tôi phải ngồi rất thấp xuống để quay ở góc này. Tí tôi sẽ đi vào chi tiết. Và đầu clip tôi muốn đính chính là đây là một mẫu tủ Toshiba hàng nội địa Nhật, chuẩn nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhật. Vì sao tôi nói như vậy? Vì trên thị trường có một mẫu tủ Toshiba hàng dựng mà tôi đã có nguyên một clip dài 20 phút để hướng dẫn các bạn cách phân biệt. Mẫu tủ Toshiba hàng dựng thì nó rất dễ phân biệt, là hai bên thành của nó bị nồi do đổ lại bảo ôn chứ không được phẳng như thế này. Mạch và lốc đã bị thay hoặc sửa, anh ta kiểm tra là sẽ biết. Ngoài ra rất nhiều chi tiết khác, đấy tôi nói những cái dễ nhận biết nhất thôi. Đấy, còn đây là tủ của chúng ta, là một mẫu tủ chuẩn nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Nếu các bạn phát hiện ra sai nguồn gốc là tôi sẽ tặng nguyên tủ và tặng thêm 100 triệu tiền đi lại. Đấy, chúng ta xem qua nó một lượt. Rất đẹp phải không ạ? Tủ màu đen gương. Đây là bản cao cấp nhất của Toshiba, nó có cửa mở điện, nói về công nghệ. Có cửa mở điện và màn hình cảm ứng. Đấy, nếu tôi đứng gần này thì các bạn chỉ thấy tôi đang đứng trước một cái gương thôi. Đấy, cửa mở điện là như thế nào? Nó nằm ở hai vị trí này. Khi chúng ta đi đến gần nó sẽ tự sáng. Đấy. Đến gần là tự sáng. Và chúng ta vuốt thì là cửa sẽ mở. Cảm ứng của nó rất là ok, cảm ứng chống ẩm. Chính vì vậy nên mùa nồm chúng ta cũng không sợ hỏng cảm ứng đâu. Màn đây là bảng điều khiển menu. Đây là nút menu. Các phím điều khiển ở trên này. Tăng giảm độ lạnh của các ngăn, cái này tất cả chúng tôi đều có bản hướng dẫn tiếng Việt. Điều chỉnh đá rơi các thứ đều có hết. Đấy, các bạn điều khiển tiếng Việt nên các bạn sẽ được cung cấp bản điều khiển tiếng Việt. Nói về công nghệ ở bên trong. Công nghệ ở tủ Toshiba. Thứ nhất, một cái điều cũng đáng để nói, đấy chính là cái công nghệ cấp đông mềm. Thì ở con Toshiba hàng cao cấp này có một cái ngăn cấp đông mềm. Đấy. Ngăn cấp đông mềm này thì chúng ta thường thường sẽ bắt gặp ở tủ Mitsu, nó sẽ có một ngăn riêng biệt. Toshiba sẽ đặt ở trên này. Bên trong các bạn nhìn sâu bên trong kia có một đèn diệt khuẩn. Đấy. Các khay kính của nó là khay kính chịu lực, nhìn rất là sang trọng. Tủ Toshiba thì có một cái đặc điểm là họ rất chú trọng về cái ngoại hình và hình thức, nên là hình thức của Toshiba phải nói là rất là đẹp. Đấy. Đây là một cái khay nước để làm đá. Đây là mỗi tủ trưng bày, chính vì vậy nên là nó chưa qua sử dụng một ngày nào cả. Hàng mua đấu giá tại siêu thị ở bên Nhật, chuẩn nguồn gốc. Nhưng mẫu tủ này thì không hề có nhiều, gom rất lâu mới được một chuyến hàng về. Đây là cắp tơ lô. Những cái khay này là những cái khay mà họ cho thêm thôi. Khay đựng trứng, chúng ta có thể để bất kỳ đâu hoặc có thể bỏ ra ngoài. Đây là một cái chân nhựa che ở bên dưới. Đèn thì đèn led được thiết kế hai bên. Những mẫu đèn đời cao là đèn led được thiết kế hai bên cánh và một đèn ở trên. Đấy, rất đẹp. Đây là mẫu tủ cao cấp của Toshiba, hơn 462 lít. Một năm nó chỉ tiêu thụ hết 241 số điện thôi. Rất tiết kiệm điện đúng không ạ? Đấy. Cái thanh này là cái thanh, các bạn lưu ý này. Cái cửa này chúng ta có thể mở bất kỳ ngăn nào ra trước cũng được. Đấy. Và đóng vào cũng tương tự, ngăn nào cũng được. Các bạn để ý cái ngăn cái tủ của Nhật nó có một cái thanh lập lờ này. Đấy, để nó giữ tủ được kín hơi giữa hai cánh. Chứ vậy nên là khi các bạn nhiều khách hàng mở ra như này, thế nhưng mà vô tình thì lại lật cái thanh như này, thì khi chúng ta đóng vào thì không thể đóng được. Nếu cố tình đóng nó sẽ bị gãy cái này. Đấy, nên khi các bạn thấy không đóng được, các bạn lưu ý các bạn gập cái thanh này vào cho tôi. Đấy, gập vào chúng ta sẽ đóng được nhé. Cái này chỉ chi tiết rất nhỏ thôi nhưng nhiều bạn không để ý. Đây, ngăn dưới này là một ngăn rau. Thì nói về công nghệ ngăn rau này thì là một cái thế mạnh lớn nhất của Toshiba, nó chính là công nghệ Vegeta. Đấy, công nghệ này là một cái công nghệ mà giúp mà giữ ẩm cho rau và kiểm soát độ ẩm đấy, và bảo quản rau được lâu nhất trong tất cả các hiệu tủ. Đấy là một cái thế mạnh của Toshiba. Đấy, đây là ngăn rau. Ngăn rau được thiết kế bên trên khác với các dòng tủ khác. Tiếp theo
Tiếp theo là cái ngăn đá rơi. Nhiều khách hàng nhìn thấy thì hơi kỳ lạ vì tại sao mà nó từ trên tích trên này nó lại rơi xuống dưới này. Đấy là nó có đường bơm. Bơm nó sẽ dẫn nước xuống các khay đá bên trong này. Đấy. Dẫn nước xuống đấy, nó làm đá có cảm biến khi đá già thì sẽ rơi xuống đây. Đấy. Nhưng mà các bạn cũng không nên thường xuyên là rút cái khay đá kia ra nhé. Đấy. Rút ra lúc lắp vào không đúng vị trí hay là đút chưa chặt thì nó sẽ không rơi đá. Lúc đấy lại phải mất thời gian thợ đến để xử lý. Tiếp tục một ngăn bên cạnh này là ngăn đông nhỏ. Đấy, một khay tôn này để đông nhanh, tản nhiệt nhanh. Một ngăn đông nhỏ này thì chúng ta ngăn đá rơi thì chỉ để đá rơi thôi, chúng ta không để đồ khác vào đây. Chỉ để đá rơi. Đấy. Còn cái ngăn bên này là ngăn đông nhỏ. Ngăn đông nhỏ thì chúng ta có thể để kem này, sữa chua này, để làm đá khay này. Trong trường hợp cần thiết chúng ta có thể để trữ đồ ăn đông. Một ngăn to dưới cùng này là ngăn đông lớn. Ngăn đông lớn thì chia thành hai khoang. Công nghệ bảo quản đồ ăn đông của nó thì cũng bình thường như các cái tủ khác thôi, không có gì đặc biệt cả. Về khoang của nó thì rất rộng. Rất là tuyệt vời. Khi chúng ta đi lựa chọn tủ lạnh hàng nội địa Nhật thì chúng ta hướng đến cái chất lượng bảo quản đồ ăn của nó. Đấy, chất lượng bảo quản đồ ăn nó có rất là khác biệt so với hàng đang bán ở Việt Nam chúng ta. Nhiều khách hàng thì bảo là ra siêu thị cũng thấy hàng Nhật giá cũng hợp lý. Thế nhưng mà xin đính chính một chút, đấy là ở ngoài siêu thị chính là hàng Nhật xuất theo tiêu chuẩn thị trường Việt Nam. Đấy. Còn tiêu chuẩn thị trường Nhật thì chính là hàng nội địa Nhật, hay là tiêu chuẩn hàng châu Âu thì chính là hàng xuất sang châu Âu. Mỗi một thị trường sẽ có một tiêu chuẩn khác nhau, chính vì vậy nên chất lượng của nó khác nhau. Tôi nói ngoài lề một chút như vậy. Đợt này thì kho hàng Nhật về hoàn toàn là hàng trưng bày như này, tất cả các loại, có điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lọc khí, máy lọc khí tạo ẩm đấy ạ, máy nồi cơm, máy rửa bát. Đây là tất cả những cái mẫu hàng trong đợt hàng này về là như vậy. Nên các bác có nhu cầu thì hãy qua ủng hộ ở bên em. Địa chỉ là kho hàng Nhật số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Hoặc là cần tư vấn thì gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0966 937 999. Các bác đừng quên đăng ký trên kênh YouTube Bùi Huy Kho hàng Nhật để nhận thêm nhiều clip mới của em. Đợt tới này thì em sẽ review rất nhiều sản phẩm để cho các bác xem. Các bác muốn tham khảo các cái sản phẩm khác thì vào website khoanghangnhatbai.vn. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của em. Hẹn gặp lại các bác trong clip lần sau.